Xin chào mọi người đã quay trở lại với Time Be Singer. Đây sẽ là một video mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là đối với phái đẹp. Thì như tiêu đề các bạn đã thấy ấy, thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề là ở tại sao các cô nàng lại cần phải có cho mình một mẫu đồng hồ. Và tất nhiên rồi, đây cũng chỉ là góc nhìn của mình thôi, có thể nó sẽ không đúng với một vài bạn, nhưng mà hy vọng rằng các bạn sẽ xem video một cách vui vẻ và hãy để lại phần góp ý bên dưới bình luận cho mình với nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video thôi. Đầu tiên và cũng là một điều mà mình nghĩ là không thể nào mà chối cãi, đó chính là phụ kiện thời trang luôn là một cái món đồ mà không thể nào mà thiếu được trong tủ đồ của các nàng. Nó có thể để tô điểm thêm cho những cái outfit và phong cách của chúng ta, và gần như mình cảm giác như nó là một cái niềm đam mê bất diệt vậy. Ngay cả bản thân mình thôi, mình cũng đã chi một cái khoản khá lớn cho đống phụ kiện của mình rồi, nhưng mà vẫn cứ có một cái cảm giác là ở bao nhiêu nó cũng không đủ ấy. Từ mắt kính này, túi xách, khăn, nhẫn hay là dây chuyền, đó bla bla, đủ thứ trên trời dưới đất ý. Thế nhưng mà nếu như các nàng có vô tình bỏ qua một chiếc đồng hồ thì có thể đây là một cái sự thiếu sót không hề nhỏ đâu nha. Hiện nay thì mọi người định nghĩa một chiếc đồng hồ không chỉ đơn thuần là để chúng ta xem giờ nữa, mà còn là một món phụ kiện để chúng ta thể hiện được cá tính, định hình phong cách của bản thân mình. Theo như mình thấy thì việc lựa chọn một chiếc đồng hồ dành cho bản thân thì nó cũng sẽ thay đổi theo độ tuổi nữa. Cá nhân mình thì ở cái độ tuổi là 17-18 tuổi thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn những mẫu đồng hồ thể thao điện tử điển hình như là MBBG màu hồng phấn huyền thoại ấy. Đó, có vẻ nghe thì nó có hơi xế một chút xíu đúng không? Thế nhưng mà nó lại phù hợp với tính cách của mình lúc đó là năng động và trẻ trung. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại này, khi mà mình đã ngoài 20 rồi đó, cũng khá là có tuổi rồi, thì mình lại ưa một cái sự nhẹ nhàng tinh tế hơn đến từ những chiếc đồng hồ dây da và dây kim loại. Đó là những cái sản phẩm mà mình sẽ ưu tiên lựa chọn. Ở video trước thì mình cũng đã chia sẻ với mọi người những cái cách mà để có thể lựa chọn một chiếc đồng hồ sao cho phù hợp nhất. Mọi người có thể click lại ở cái đường link bên dưới phần mô tả và xem lại nhé. Khác với những món phụ kiện cơ bản khác thì đồng hồ còn đặc biệt ở một chỗ là nó sẽ tạo dựng được cho người mang một cái hình ảnh là lịch thiệp này và sang trọng nhất định. Cùng với những cái bộ outfit mà chúng ta mang thường ngày á, thì nó cũng sẽ tạo dựng được một cái hình ảnh là một người phụ nữ thành đạt, thông minh, mà không những thế lại còn sắc sảo nữa cơ đấy. Hiện nay có nhiều người suy nghĩ là một chiếc đồng hồ đeo tay thôi mà, có cũng được mà không có cũng chả sao, nó không có ảnh hưởng gì tới tính thời trang cả. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là cái nhận định này nó chưa được đúng lắm, bởi vì một chiếc đồng hồ đeo tay thì có cả khả năng đem lại một cái cảm giác tin tưởng và cái phong cách của các nàng sẽ thay đổi một cách đáng kể đấy. Ví dụ ha, một chiếc đồng hồ đeo tay nó sẽ mang lại một cái cảm giác tin tưởng với người đối diện khi mà chúng ta đi gặp khách hàng này, đối tác, thậm chí là nhà tuyển dụng nữa, thì chắc chắn là sức hút của các bạn sẽ để lại một cách rất là mạnh mẽ. Người khác khi mà nhìn vào thương hiệu này, dòng sản phẩm hay là xuất xứ của chiếc đồng hồ bạn đeo thì có thể đoán ra được bạn có địa vị trong xã hội như thế nào, sức ảnh hưởng cũng như là khả năng tài chính ra làm sao. Nhận định này là hoàn toàn đúng. Thế nhưng mà mình nghĩ nó không phải là một vấn đề quá lớn, và các nàng cũng đừng đặt nặng vấn đề này quá. Bởi vì hiện nay thì có rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Nếu như mà chúng ta có một cái mức thu nhập trung bình đi thì cũng hoàn toàn có thể mua được một sản phẩm phù hợp với bản thân mình. Bởi vì bây giờ đồng hồ là đa dạng mẫu mã, đa dạng kiểu loại và đa dạng về giá luôn. Bất cứ một cái phân khúc tầm giá nào thì các bạn cũng có cho mình một sự chọn hợp lý nhất. Thực tế thì với mỗi một chiếc đồng hồ sẽ luôn sở hữu một cái giá trị vô hình nào đó mà chúng ta không thể nào mà diễn tả được. Đối với tính thời trang thì đồng hồ là một phụ kiện mà không hề kén trang phục đi kèm. Với mỗi một phong cách khác nhau mà chúng ta mặc thì đều luôn điểm tô và mang lại một cái hiệu quả không ngờ. Ví dụ điển hình nhất ở đây đó chính là chị Tăng Thanh Hà, ngọc nữ một thời của mình ấy. Chắc hẳn là các bạn cũng đã biết thông qua cái bộ phim là Bỗng Dưng Muốn Khóc. Đó, thì khi mà được hỏi về món phụ kiện yêu thích nhất của chị thì chị trả lời rằng không phải là một bông hoa tai hay là một chiếc dây chuyền, mà đồng hồ sang trọng, ấn tượng mới là một cái phụ kiện yêu thích nhất của chị. Và chúng ta có thể dễ dàng thấy được rằng trong bất kỳ một cái sự xuất hiện nào, từ sự kiện cho tới dạo phố đơn giản, thì đồng hồ luôn là một món phụ kiện mà không thể nào mà thiếu của chị. Chị có thể mix với rất là nhiều những cái phong cách khác nhau, từ áo vest sang trọng này, hay là những chiếc đầm trang nhã, cho tới áo sơ mi và áo thun đơn giản hàng ngày. Tuy nhiên thì ở mỗi những cái phong cách khác nhau thì nó luôn luôn tạo nên một cái điểm nhấn dành riêng cho chị rất là tinh tế. Chị thường thì sử dụng những cái mẫu đồng hồ mà dây kim loại và các bản khá là lớn ấy. Điều này cũng đã tạo nên được một cái phong cách và thương hiệu cá nhân riêng của chị.
Ngẫm lại thì mới thấy là phái đẹp của chúng ta cần phải có một cái món đồ nào đó có thể thể hiện được phong cách và đẳng cấp của bản thân một cách ý nhị tinh tế mà lại không phô trương, thì mình cảm thấy đồng hồ là một cái sự lựa chọn mà hoàn hảo nhất trong cái trường hợp này. Đó là lý do vì sao mà mình lại nói là ở mọi người cần phải có một chiếc đồng hồ đeo tay dành riêng cho bản thân. Thú thực thì từ khi mà biết tới đồng hồ tới giờ thì mình cảm giác như là mình bị nghiện ấy. Mỗi khi mà đi ra ngoài là mình luôn luôn phải đeo đồng hồ, nếu không thì mình cảm giác sẽ bị thiếu một thứ gì đó rất là quan trọng mà lại giảm đi cái sự tự tin của mình với mọi người xung quanh nữa. Đó là lý do vì sao mà mình lại nói về việc là chúng ta cần phải có một chiếc đồng hồ đeo tay trong tủ đồ của mình. Còn với các nàng thì sao? Đã có cho mình một phụ kiện để cứu cánh mỗi khi mà đi ra ngoài hay là chưa? Nếu như chưa thì có thể tham khảo cái đường link sản phẩm mình để bên dưới phần mô tả video nhé. Hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhất với bản thân. Còn bây giờ thì đừng quên like và subscribe cho kênh Time Be Singer nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.